xinh, con bướm xinh, con bướm la đà đưa dưới dưới. Ba, ba làm gì Tết nhất mà mặc ba buồn hiu vậy? Thì năm nào đến Tết mà ta không có lo, có đứa con gái như hũ móng treo đầu giường, mà mở miệng ra câu nào thúi câu đó. Mắm thì thúi đúng rồi ba. Mà con nói ba nghe nè, mỗi mùa xuân sang là con lớn lên một tuổi, cho nên con không còn như xưa nữa đâu, ba hãy yên tâm, con suy nghĩ khác rồi. Ba hãy vui vẻ lên đi, chứ ba mà buồn buồn vậy hoài hả, người ta nhìn vô ta tưởng nhà mình có đám tang đó ba. Thôi không mấy năm nay ở nhà tiếp đi nha. Dạ con cũng định vậy, chứ tốt nhất ra đường lỡ đâu bị xe cán nó cũng hỏng lắm ba. Thôi mày nói sao nói, miễn ở trong nhà được rồi ha. Ở nhà chứ ba, nhà mình có trái đâu, không ở nhà. Thiết kỷ mình lên nín luôn là vừa. Dạ em nghe sếp ơi. Alo, nghe nói chú có con gái tui mùi đúng không, kêu nó qua sông đất giùm tôi nha. Ui, ui, dạ 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 không được sếp ơi. Dạ gái em nó bị mắc cái đường nói, nó bị đau họng sếp. Dạ nó qua không có chúc Tết được sếp ơi. Đau họng có xa chi, giờ nó câm cũng được có sao đâu, chỉ cần có mặt sông đất ra được rồi. Mà sếp, nhưng nhị cái gì, bây giờ có muốn thăng chức hay không thì thôi nha. Ba. Sếp ba mới gọi hả? Sếp gọi. Trời, bữa giờ lâu lắm con không thấy sếp gọi, con tưởng đâu là sếp ba làm ăn bất chính bị bắt bỏ tù chung thân không rồi đó. Cái miệng bậy bạ không à. Sếp làm ăn bất chính rồi sao ba còn làm ở đây được? Ai biết đâu. Ủa, mà sao đang nói chuyện cúp máy vậy ba? Bộ trong tù hết giờ gọi điện thoại hả? Tao nói họ không có làm ăn bất chính sao vô tù được. Ở đâu mà trong tù mà tự nhiên giờ thăm nuôi được ra gọi điện thoại? Con đâu biết đâu, thì mấy cái con không biết ba phải dạy con chứ. Thì bây giờ ba dạy rồi là con biết rồi nè. Mai mốt mà ba có đi tù á là con sẽ biết là cái giờ thăm nuôi là con vô nói chuyện trực tiếp với ba, chứ con không gọi điện thoại được. Thôi bây giờ mình nín đi cho tao suy nghĩ coi. Sao mình nín được? Ví dụ mà ba không muốn nghe con nói chuyện thì kiểu như là ba phải bị điếc hay gì á. Chứ mà nếu con... Cho ba xin một phút im lặng nha. Ba cần yên tĩnh chứ ba không có bắt con nín được không? Được. Ê Kiều, 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 không mấy con chơi trò này đi Kiều. Trò gì vậy ba? ZenSpeed Mobile, game đua xe 3D đỉnh cao trên di động đó. Tự nhiên kêu con chơi mấy này vậy? Lỡ ở đâu nhà phát hành game nó bị... Thôi, không nói đâu. Mấy cái câu về game này mình không nói đâu. Lỡ mai mốt người ta không bút mình quảng cáo game, chắc cha con mình xóa kênh YouTube luôn á. Thì hả? Kêu kêu kêu. Chơi thấy sao con? Sao im vô vậy? Kêu. Ba im lặng để con tập trung. Trời ơi, nhà sếp ba nhiều chuối quá à. Cửa này làm ăn... Nói rồi. Vô, thưa gật đầu một cái khỏi cần ra tiếng cũng được nữa. Xong móc điện thoại ra chơi liền nha. Thôi vậy người ta chửi con mất dạy là chửi đến đầu đến cổ ba. Không có chửi, cái đó ba cầm hết cho mày. Cầm sẵn đi. Ba nói đó nha. Đi. Ồ, dạ sếp, em mới qua. Dạ. Mới qua hả? Đây là gái tui mùi đúng không? Dạ, gái tui mùi. Bé thấy cưng dễ sợ luôn á. Ăn Tết mà có tui mùi vô trong đất là lọc vào nhà. Dạ, rồi đó. Vô, vô. Dạ, cũng thay mặt mấy con nó bị khan tiếng. Dạ, dạ, xin chào sếp. Sếp, ví dụ mà năm nay á sếp, mà công ty mình làm ăn nên á, sếp tính cái hướng đó làm sao? Thì năm nay á, yêu cầu là đúng cái tuổi mùi mà vô sông đất á, là năm sau làm cái gì cũng thành công hết. Chính như vậy mà tôi sẽ mở thêm nhiều cái mô hình kinh doanh mới nữa. Sai hướng rồi. Chơi game sếp, chơi ZenSpeed Mobile đang đua xe. Dạ. Vậy sếp, nếu mà mình mở theo nhiều mô hình kinh doanh, nhiều chi nhánh vậy, sếp có tính được là chi nhánh đầu tiên mình sẽ đặt ở đâu không? Theo tôi nghiên cứu á, thì có thể là năm nay tôi sẽ làm bên quận 2. Rồi, quẹo gấp luôn. Tại vì chú em biết sao không?
tôi có nghiên cứu rồi. Bây giờ dân người ta đổ qua quận 2 sống rất là nhiều. Dạ. Trước mắt là tôi sẽ xây thêm mấy cây xăng ở khu vực quận 2. Đúng, tôi trên nổ chích cha mày luôn. Ăn tên lửa này con. Xây. Có chắc chắn là nó chơi game không vậy? Dạ game vậy. Dạ. Dừng hơi mờ ngoài. Nó đua xe. Dạ chắc tụi trẻ mà nó chơi hiếu động nói phong lâm thôi. Dạ. Tôi cũng không nghi ngờ gì đâu. Dạ không có gì. Ừ. À, mà nghe nói Tết này gia đình chú em chuẩn bị đi du lịch biển gì đúng không? Dạ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cho lóc cuốn chết luôn. Ghê mà phải không sếp? Ừ. Chắc tôi nhỏ không để ý gì đâu ha. Ừ. Ui. Dạ. Chơi game mày không nói chuyện nữa không mày? Không. Không có gì. Chơi game thôi. Đừng có nói chuyện gì một cái. Ba. Ta nói chơi game thôi, đừng có nói chuyện. Chơi game. Chơi mày. Dạ. Yeah. Ok. Ừ, thôi năm mới. Có chút lì xì gửi Lê Lộc. Dạ dạ dạ. Nha. Cảm ơn sếp, năm mới cũng chúc sếp thăng hoa tiến chức từ phó tổng lên chánh tổng. Dạ, cảm ơn chú em. Ê con. Chú có lì xì cho con nè. Cháu ơi. Dạ thay mặt cháu nó. Dạ. Em chúc sếp làm ăn phát đạt, vạn sự như ý, muốn gì được nấy. Dạ. Thôi, dẫn nó về đi, đang ngồi nó bày bao công lắm. Dạ dạ. Tốt. Đi về. Tiếc quá. Tiếc cái gì? Cảm ơn mày ra ngoài đây nói. Nó dặn không được nói, làm gì mà vô trọng mắt nói như vậy? Không có gì. Con định nói là con thấy cái đèn cầy nó ngã làm trái cái bàn cúng của sếp ba. Sao hồi nãy mày không nói sớm tao biết? Ba có cho con nói đâu, con định nói mấy lần luôn á. Rồi. Rồi sếp nhắn luôn rồi. Ba. Bây giờ con nói cái này là may mắn cho ba nè. Lên chức phu. Nhà đi muốn nói gì nữa. Đi, ở nhà nha. Vậy là lên lương thẳng lên chức không? Tải ngay Zing Speed Mobile trên App Store và Google Play hoặc truy cập www.zingspeedm.vn. Zing Speed Mobile, tốc độ bộc lộ kỹ năng.